Rồi, hello, xin chào hết tất cả toàn thể anh em một lần nữa ha. Đã quay trở lại xem kênh YouTube của Tuấn Moto nha. Và hôm nay thì đầu tuần thì Tuấn Moto cũng gửi lời chào đến tất cả toàn thể anh em đã xem video trong thời gian vừa qua và đã ủng hộ Tuấn Moto rất là nhiều. Trong thời gian vừa qua thì Tuấn Moto ship xe cũng rất là nhiều, như là các tỉnh như là Đồng Nai nè, Vũng Tàu, Cần Thơ, Nha Trang, đồ Bình Thuận, Quảng Ngãi, đồ các thứ miền Tây rồi rất là nhiều. Đó, anh em ủng hộ Tuấn Moto rất là nhiệt tình. Tuấn Moto cũng chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều. Và hôm nay thì Tuấn Moto cũng lại với anh em với một siêu phẩm. Con Dalim Magma 125. Dòng xe là nhập khẩu từ Hàn Quốc anh em, đúng hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc luôn, hàng là hàng châu Âu nha. Xe còn rất là đẹp nha anh em. Với dòng con này thì nó là còn rất là đẹp anh em. Với trải qua phong trần bao thời gian thì con này hiện tại con này máy nó rất là êm. Đó. Bên đề càng đàn rất là đầy đủ ha. Đầy đủ mọi thứ trên xe nha. Đó, xe là vẫn đầy đủ các chức năng, anh em mua về thì anh em chỉ việc sử dụng thôi. Và giá con này thì bên Tuấn Moto đưa ra với giá cũng rất là hợp lý cho anh em luôn, để anh em mình có xe anh em sử dụng. Con này thì bên Tuấn Moto đưa ra với giá là 30 triệu nha. Đó, giá này thì bên Tuấn Moto sẽ bao ship cho anh em ở các tỉnh như là lân cận thành phố Hồ Chí Minh thì bên Tuấn Moto sẽ bao ship cho anh em luôn. Con này là máy móc bình đề càng đàn đầy đủ nha anh em, đồ đạc trên xe là vẫn còn nguyên zin hết nha, theo xe hết nha anh em, không có lai món nào, không món nào nha. Bô là vẫn còn hai bô luôn, rất là đẹp nha. Vỏ trước, vỏ sau, mâm, nhông sinh đĩa rồi em thấy cũng còn khá là ok. Với nước sơn kỹ này, xe cũ như vậy thì nước sơn này khá là đẹp rồi. Có dán keo luôn nha, có bọc keo luôn cho anh em mình. Còn nói về đồ đạc trên xe là vẫn còn nguyên zin, em thấy khá là ok luôn. Nói về tầm giá 30 triệu anh em mua mấy con này anh em sử dụng khá là bền. Đó, tư thế ngồi con chạy con này cực kỳ thoải mái luôn anh em. 1m50, 1m55 ha. Anh em sử dụng con này là khá là vô tư luôn nha. Đó, khá là vô tư, tư thế ngồi nó ha. Nó rất là khỏe nha anh em. Đó, khi anh em đi xa tư thế ngồi này anh em chạy nó rất là khỏe, rất là đàm xe, không có bị hỏng chân hoặc anh không có nặng nha. Tư thế ngồi thì cực kỳ thoải mái luôn, không có bị mỏi lưng hoặc mỏi vai nha. Đó. Với con này thì bên em đưa ra với giá là 30 triệu. Đó, giá này thì bên em có thể bao ship cho anh em các tỉnh lân cận, còn nếu như anh em ở xa hơn thì anh em phải bù thêm cái tiền ship nha. Đó, vì sử như gần gần thì bên em chịu tiền ship luôn, còn anh em là ở xa quá, bên em ship rất là nhanh nha anh em, bên em ship xe rất là nhanh, trong vòng 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ là tới. Giống như hồi tối là bên em ship con Sada 150 về ở đâu ta, ở đâu dưới Biên Hòa, Đồng Nai gì đó, xa lắm, 100 cây số lận. Đó, bên em ship trong bên em là có dịch vụ xe tải chở luôn, không có bị cày xước, không có bị bể gì hết. Đó, về phần con này thì bình đề càng đàn xi nhanh rồi, nó đầy đủ hết nha. Anh em mua về thì anh em chỉ việc sử dụng thôi, anh em mình không cần làm cái gì nha. Đó, càng đàn xi nhanh, đèn trước rồi cốt pha rồi ok hết cho anh em. Đó, về phần máy móc con này thì anh em máy móc con này là nguyên riêng, bình đề là càng đàn đầy đủ, em đề máy cho anh em ngay nha. Đó, hai bô nha, hai bô nổ khá là hay luôn. Đó, tiếng máy cực kỳ êm. Đấy, đây, máy cực kỳ êm nha anh em, garanti nổ khá là nhuyễn luôn. Đó, garanti là rất là nhuyễn nha. Chạy thì con máy con này thì chạy lợi xăng rồi, bình xăng con rồi là vẫn còn nguyên viên theo xe hết. Đó, tư thế ngồi chạy con này thắng này, côn số rồi rất là nhẹ nha. Đồ nó máy dòng xe này là dòng xe chính hãng nhập từ Hàn Quốc qua, phiên bản là phiên bản châu Âu, chất lượng châu Âu nên nó cực kỳ bền luôn anh em. Đó, số của nó là 5 số, số 1 anh em dặm ở trước, 2, 3, 4, 5 thì anh em móc lên, cực kỳ chạy cực kỳ thoải mái luôn anh em hả, anh em mà để ý nha, chạy cực kỳ thoải mái luôn, tư thế ngồi cũng rất là ok luôn anh em. Đó, anh em mình khi anh em đi xa đó, anh em ngồi cực kỳ thoải mái luôn. Đó, nó không có bị mỏi lưng. Đó, và anh em nào mua thì gái lại địa chỉ cửa hàng bên em là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, để anh em mình xem xe trực tiếp nha. Địa chỉ là 262 đường Phan Anh nha, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, để anh em mình xem xe trực tiếp. Và số điện thoại là 0369 nha, 669 659. Đó, để anh em mình xem xe nha. Và giá này thì bên em đưa ra, bên em có ship đi các tỉnh luôn. Bô con này nổ khá là êm nha anh em, nổ cực kỳ hay luôn nha. Đó, anh em mình để ý ha. Đang làm tí. Nhà qua đây hả? Anh em nào mà có mua thì liên lạc cho em theo số điện thoại là 0369 nha, 669 659 nha. Đó, hoặc anh em cứ ghé thẳng về địa chỉ cửa hàng bên em là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, để anh em mình xem xe trực tiếp nha.
đó. Bên em là có cửa hàng luồn quần, bên em là bao ship rất là nhanh nha anh em đó. Và sau đây em sẽ chạy thử vài dòng cho anh em xem con xe này, anh em nào cũng thấy ưng ý thì liên lạc cho em nha. Đó, con này chạy anh em mới qua nè, tư thế ngồi nó rất là ok luôn anh em. Nó giống như là cái tư thế ngồi em cực kỳ thoải mái luôn. Đó, anh em đi xa nó rất là ok. Garanti máy nổ nhuyễn rất là nhuyễn nha, cực kỳ êm nha anh em, không có rò rỉ nhớt gì nha. Đó, máy thì bên em bao anh em rất là êm luôn. Đó, chạy rất là nhẹ nha. Đó. Anh em ra đường trường anh em chạy mấy con này cực kỳ thoải mái luôn anh em. Đó, anh em đi xa nó cực kỳ khỏe, anh em nhìn cái tư thế ngồi chạy nè, rất là ok nha. Đó, rất là ok nha anh em. Đó, anh em mình xem ha. Anh em nào cũng thấy ưng ý liên lạc cho em liền để mình chốt giá con xe này. Đó, xe này thì bên em đưa ra với giá cực kỳ hữu nghị luôn, giá chỉ có 30 triệu thôi. Đó, anh em nào cũng thấy ưng ý thì liên tay liên lạc cho em liền để chốt giá con xe này. Và bên em còn rất là nhiều các dòng xe mô tô khác nha, anh em nào mua thì liên lạc nha. Con này thì nó trông khá là tuyệt vời. Đó, anh em nào cũng thấy ưng ý thì liên lạc mấy dòng này cho em. Đầu tiên thì em xin quay sơ một dòng chiếc xe này cho anh em xem để anh em tham khảo, anh em xem cái mẫu dáng giống như là cái tiêu chuẩn anh em có cần những cái xe như vậy không, cần thì anh em liên lạc nha. Vì đa số những dòng này thì nó trong những xe mà nó ring như vậy, nó đẹp như vậy rất là khó tìm. Đó, giá thành nó cũng rất là hợp lý cho anh em chơi luôn. Đó, em quay sơ một dòng cho anh em mình xem nha. Đó, anh em cũng thấy ưng ý thích mẫu này thì anh em liên lạc cho em liền để mình chốt giá nha. Con này là Dali Magma, dòng xe nhập khẩu từ Hàn Quốc, phiên bản là phiên bản châu Âu, chất lượng châu Âu. Đó, nên nó khá là ok luôn. Đó, nên mình xem nha. Bô của nó là vẫn còn hai cây, rất là đẹp, khá là đẹp luôn. Đó, nổ cái tiếng cực kỳ hay, nó rất là ok nha anh em, tiếng bô nổ cực kỳ hay luôn. Đó, bánh mâm nè, vỏ nè, nước sơn rồi em thấy là khá là ok, ổn định nha. Đó, yên bọc nè, nhìn khá là đẹp. Nói chung mấy dòng Dali Magma này thì thị trường giờ nó rất là hiếm anh em, và đi tìm những con xe để đẹp đó, để đẹp, để ring như vậy, không có độ, không có chế như vậy thì cực kỳ hiếm, cực kỳ khó tìm nha. Đó, và để cái xe đẹp mà còn cái giá để cho nó phù hợp để cho anh em mua nữa nên nó rất là khó tìm. Đó, con này thì bên em đưa ra với giá nó cũng rất là hợp lý cho anh em mình chơi luôn. Đó, anh em có việc ưng ý thì anh em liên lạc cho em. Còn nói về phần máy móc con này thì nói chung cái đời nó hồi xưa tới giờ thì cũng còn được như vậy là khá là ok luôn. Máy móc rất là êm, bình đề càng đàn đầy đủ, đồ là vẫn còn riêng theo size hết nha. Đó, không có lai máu nào ha, cũng không có độ, không có chế gì hết. Vì bên Tuấn Mô Tô bán xe là chuyên bán xe riêng, xe đẹp. Đó, rất là hợp lý cho anh em mình chơi luôn. Đó, anh em nhìn ha, phiên bản nó phiên bản khá là ok luôn anh em. Anh em là cứ việc nhìn cái đuôi nè, khá là đẹp luôn nha, xin nhanh đồ, tem là yên đồ, bô hai bên luôn, nhìn rất là ok anh em. Đó, hai bô hai bên luôn anh em nhìn ha, khá là đẹp nha. Đó, bô nè, đó, cặp bô bên này nhìn khá là đẹp. Về phần bình xăng của nó thì có đồng hồ km, nắp xăng ở trên bình xăng luôn, nhìn khá là ok nha, rất là chuẩn mực nha anh em. Đồ là hiện tại trên xe là vẫn còn nguyên zin hết nha anh em, zin hết rất là đẹp nha. Đó, nút tắt máy, mở đèn, đề là chi là đồ đạc nó là còn khá là ok, kiến hậu còn rất là đẹp. Đó, con xe này thì anh em mua về anh em chỉ việc sử dụng thôi, đồ nè đi nhanh nè, làm sao khá là ổn. Đó, với dòng Dalim như vậy thì anh em nhìn con xe này thì anh em đánh giá cho em một cái là em thấy là khá là ổn định luôn. Vỏ của nó là vỏ không rụt, vỏ trước vỏ sau mâm nhìn khá là đẹp. Đó, cản chống đổ đó, rất là ok. Nói trong dòng này gáo vỏ đạp luôn cho anh em mình, giả sử như anh em mình chạy yếu bình hoặc sao thì anh em cứ đạp bình thường ha, đạp rất là nhẹ nổ nha. Đó, chống đứng rồi đầy đủ luôn. Đó, logo tem nhìn khá là ok anh em. Anh em thấy cái phone xe nhìn cũng rất đẹp nữa. Anh em nhìn ha, chất lượng chiếc xe thì bên em bán ra là anh em hiểu rồi, là toàn là xe ring, xe đẹp hết nha. Đó, về phần bên này thì anh em giới thiệu sơ cho anh em. Xe này thì nó có dán keo,
đa số là dán keo thấy chẳng thấy chiếc xe rồi đó, đồ xi nè, nhìn rõ nè, rất là ok, rất là nhẹ nha. Nhôm sinh đĩa là phần nhôm sinh đĩa mới luôn anh em, chưa có mòn luôn, nhôm sinh đĩa vàng luôn, nhìn khá là đẹp. Bô này nhìn ha, rất là tuyệt vời nha anh em, mình xem ha, anh em mình để ý nha, bô này anh em thấy không, khá là ok nha. Đó anh em nhìn ha, biển số 01222 luôn, số đẹp luôn. Bên mầm nè, nhìn khối nhôm rất là chắc luôn đó. Về phần xi nhan thì đó, xi nhan nó cực kỳ đẹp đó, kiểu dáng khá là ok luôn anh em. Về phần bô, phần phục, phần mâm đó, hộp sơn nhôm sinh đĩa là anh thấy còn rất là chất lượng đó. Với con này thì anh em ở tỉnh ha, anh em mua về thì anh em chỉ việc sử dụng thôi nha, anh em mình không cần làm thêm cái gì đó, vì đồ đạc trên xe là vẫn còn nguyên ring, tay mua nhà sản xuất anh. Anh em nhìn tem nè, vẫn còn ring theo xe luôn, nó luôn nha, đúng Hàn Quốc đó, phiên bản là phiên bản châu Âu, chất lượng châu Âu, nhập từ Hàn Quốc sang Việt Nam, hồi xưa là nhập nguyên thùng qua luôn nha anh em, đó nó nhập nguyên thùng qua luôn. Bình xăng con là vẫn còn nguyên ring này, tiếng máy nổ cực kỳ êm nha, nổ rất là êm, mà chạy nó rất là nhẹ, không có bị ngộp ga hoặc sao nha. Hộp số con này thì vẫn là 5 số bình thường, số 1 anh em dặm phía trước, 2, 3, 4, 5 thì anh em móc lên, đó, đa liêm, dòng xe chính hãng. Anh em dặm số 1 thì phía trước nha, 2, 3, 4, 5 thì anh em móc lên, đậu làm rất là sạch sẽ nha, không có bị xì nhớt hoặc nhìn bày nhầy nha, xe là còn khá là đẹp. Đó, bên em là có ship xe đi các tỉnh luôn, đó. Anh em là ở tỉnh, anh em không lên được thì bên em có thể ship xe về cho anh em, đó, để anh em có xe anh em sử dụng nha. Đó mình đúng mô tô bán là bán xe riêng xe đẹp, đồ nhôm của nó nhôm ring anh em nhìn nó rất là bám nha, khi mà anh em sử dụng càng nhiều thì cái nhôm này nó càng bám càng ra đó, anh em để ý nha. Đó, anh em mà sử dụng anh em cứ có sự va trộm là cái nhôm này nó bám càng lên nè, nó rất là đẹp. Đồng hồ nhìn khá là ok nha, bi đông là bi đông ring nên cái tư thế ngồi nó cực kỳ thoải mái luôn, ngồi rất là, anh em khi anh em lái ha, bi đông ring nè, người ta không có độ, không có chế nên cái đồ còn ring nên cái tư thế anh em ngồi nó cực kỳ dễ chạy luôn. Đó khi anh em đi Đà Lạt, Nha Trang, đi xa nữa, anh em không có bị mỏi lưng, anh em mình để ý nha. Anh em cứ xem kỹ video, anh em nào cũng thấy ưng ý thì anh em cứ việc liên lạc cho em để mình chốt giá con xe. Đó, xe bên em bán ra thì là xe đẹp mà bên em có ship xe đi các tỉnh luôn và giá bên em đưa ra là bên em bao ship luôn. Hầu như video nào bên em đăng lên cũng báo giá đầy đủ cho anh em mình luôn, chứ không giống như những cửa hàng khác là giá cả nó không có công bố cho anh em. Đó. Còn bên em là bên em đưa giá luôn cho anh em mình biết. Đó mà giá bên em là bên em bao ship luôn. Đó, ở tỉnh ở đâu thì bên em bao ship cho anh em luôn. Anh em tham khảo nha. Đó. Và anh em cũng thấy yêu mến hay thường xuyên theo dõi kênh Minh Tuấn Mô Tô thì anh em bấm cho Tuấn Mô Tô một ủng hộ cho Tuấn Mô Tô một like. Và mỗi anh em xem video thì đừng quên là bấm số 1 cho em nha để em biết là anh em đang xem video. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh đó thì anh em bấm đăng ký kênh giùm em nha để tiếp tục cập nhật theo dõi những video sau Minh Tuấn Mô Tô cập nhật. Đó, anh em mình để ý nha. Địa chỉ cửa hàng, số điện thoại em có để trên màn hình luôn để anh em mình xem ha. Anh em mà cũng thấy không lên được thì bên em có thể gọi điện cho em, mà số điện thoại này thì có Zalo luôn nha, Facebook luôn, đầy đủ cho anh em mình. Anh em nào muốn biết thêm thông tin chi tiết gì thêm thì anh em cứ việc liên lạc cho em hoặc anh em vào Zalo, em sẽ trả lời tin nhắn cho anh em nha. Đó, và anh em không lên được cửa hàng thì bên Tuấn Mô Tô sẽ ship xe về cho anh em luôn. Đó, ship xe về tận nơi cho anh em luôn nha. Đó, anh em yên tâm nha, bên Tuấn Mô Tô là bán xe là uy tín. Đa số bên em bán mô tô là bán rất là uy tín nha, anh em không có bậy bạ giống như những người bán những dòng xe khác nha, bán lông con những dòng xe khác, bên Tuấn Mô Tô bán rất là uy tín nha anh em. Đó, anh em mình tham khảo, anh em nào cũng thấy tin tưởng thì anh em ủng hộ nha, anh em cần những dòng xe như vậy thì anh em ủng hộ nha. Bên Tuấn Mô Tô bán rất là nhiều các dòng xe mô tô phân khối lớn ha, phân khối nhỏ đã qua sử dụng nha. Đó, anh em nào cần những xe gì thì anh em cứ việc liên lạc cho em ha. Yên nè, khá là đẹp luôn anh em. Đó, nhìn em thấy mọi thứ trên xe là em thấy vẫn còn ổn, rất là đẹp. Xe nè, Ford dán kiểu dán xe rất là ok nha.
những con xe bên Tuấn Motor bán ra là khách đều rất là thích đó. Vì bên Tuấn Motor hầu như là bán những dòng xe mà anh em cần, anh em sử dụng tốt, anh em sử dụng bền, phụ tùng thay thế dễ. Và những anh em nào mua xe bên Tuấn Motor ha, sau này anh em cần mua phụ tùng thì bên Tuấn Motor sẽ hỗ trợ cho anh em số điện thoại để anh em mua ha, chỉ địa chỉ cửa hàng bán phụ tùng gần nhất để anh em mua nha. Đó đó, anh em nào mà sau này hư xe hoặc anh em ở tỉnh, nhiều lúc ở tỉnh người ta tay nghề nó yếu á, thì anh em cứ việc liên lạc cho em sẽ chỉ cách cho anh em sửa luôn đó, anh em thông cảm ấy nha. Đó và bên Tuấn Motor chỉ hỗ trợ cho anh em những nào mua xe bên Tuấn Motor thôi nha. Đó, anh em để ý nha. Đó, bên Tuấn Motor là hỗ trợ cho anh em nào mua xe bên Tuấn Motor sau này cần thay phụ tùng hoặc sửa chữa thì có liên lạc với Tuấn Motor. Tuấn Motor sẽ chỉ anh em cách sửa chữa cũng như là cách thay thế phụ tùng, cách địa điểm bán phụ, địa điểm mua phụ tùng để anh em mình mua ha. Câu gì đó sau này đa số thì trên thị trường thì phụ tùng nó bán rất là đầy đủ nha anh em. Đó, đầy đủ đó, không có thiếu món nào nha. Đó, anh em nào cần gì cứ việc liên lạc cho em sẽ trực tiếp tư vấn cho anh em để anh em xem, anh em cần anh em mua đó. Và địa chỉ cửa hàng bên em là gần ngã tư 4 xã nha anh em, gần ngã tư 4 xã đó. Địa chỉ là 262 đường Phan Anh, gần ngã tư 4 xã, gần công viên nước Đầm Sen nha, gần bến xe miền Tây nha. Anh em ở tỉnh anh em cứ việc lên đi đó, tới đâu alo cho em sẽ chỉ chỗ cho anh em, chỉ đường cho anh em để anh em lại cửa hàng mua. Mà lại cửa hàng mua thì Tuấn Motor sẽ fix giá cho anh em và đổi xăng cho anh em để anh em chạy về nha. Đó, còn anh em ở tỉnh anh em không lên được thì cái giá đó là bên em bao ship cho anh em luôn đó, không có bớt nữa nha anh em đó. Nếu như anh em cần ship xe thì giá đó bên em mới ship được, bên em không có bớt thêm nữa nha. Đó, còn anh em nào lên cửa hàng thì Tuấn Motor sẽ fix giá và đổ xăng cho anh em chạy về. Với cái dòng xe như vậy còn được chất lượng như vậy thì khá là ok luôn nha anh em. Đó, được như vậy khá là ok luôn, giá thành cũng rất là hợp lý cho anh em mình chơi luôn. Đó, mềm bằng máy móc con này thì anh em khỏi phải bàn, máy móc nổ rất là êm nha, bình đề là càng đàn đầy đủ nha. Đèn vân màu nè, nhẹ rất là nhẹ nổ nha anh em, guarantee cũng nổ rất là êm luôn, rất là nhuyễn nha. Nó guarantee nổ anh em nghe tiếng máy không, nổ rất là êm nha, hai bô nổ đều, nhìn rất là nghe tiếng rất đã nha anh em nhìn ha. Bô nổ rất là hay nha, không có nổ lớn mà nổ tiếng rất là ấm luôn. Chứ còn mô tô mà nó nhỏ nhỏ quá thì nó không có được thoáng. Còn nó nổ như vậy khá là ok anh em. Anh em nghe tiếng máy không? Anh em tiếng bô không? Nó nổ rất là ấm nha, rất là ấm tiếng bô nè. Bô nè, rất là sạch sẽ nha. Bô lắp thông rất là ok nha anh em. Giống như là bên này cũng vậy. Anh em nhìn ha. Đó. Đuôi bô là đuôi bô inox luôn, rất là sáng nha. Đó, anh em ha. Tham khảo guarantee anh em thấy nổ rất là nhuyễn nha. Đó, nổ rất cực kỳ nhuyễn luôn, càng đèn xi nhanh rồi là đầy đủ hết nha anh em. Đó, anh em nhìn ha, đèn trước đèn sau xi nhanh là vẫn đầy đủ hết. Anh em nghe tiếng không kêu không? Đó, rất là đầy đủ. Đó, con này thì nói chung anh em mua về thì anh em chỉ việc sử dụng thôi. Đó, không cần làm thêm cái gì. Đó, vì những con xe nào bên Tuấn Motor mua về là bên Tuấn Motor cần chỉnh rửa ráy rất là sạch sẽ, cần chỉnh test máy rất độ ok hết. Đó, để quay video giới thiệu bán cho anh em thì anh em khỏi phải lo. Đó, không có giống như những cửa hàng khác nha, nhiều cửa hàng khác nó mua về á rửa cũng không chịu rửa, sửa không chịu sửa, cứ để dạy bán cho khách, khách về đây không được. Đó, khách về đây không được, khách tới cửa hàng Tuấn Motor để bán lại hoặc sửa thì bên Tuấn Motor không có nhận mấy những cái kèo đó nghe anh em. Đó, bên Tuấn Motor không có nhận cái kèo đó. Đó, nên anh em mua mô tô thì anh em phải biết chỗ nào uy tín, chỗ nào mua về, chỗ nào test máy canh chỉnh kỹ càng thì anh em mua nha. Chứ đừng anh em mua những cái chỗ mà người ta không có uy tín, người ta bán, người ta chỉ biết bán thôi, người ta không biết canh chỉnh, không biết sửa đó, sau này anh em mua về anh em đi không bao giờ được đó. Phải biết chỗ ba sửa mô tô, người ta biết mô tô, người ta biết cách, người ta mua về, người ta canh, người ta chỉnh, người ta sửa đường quần rồi người ta bán. Cái nhiều chỗ ha, mua sao bán vậy ha, nhiều lúc anh em mua về anh em không đi không được luôn. Có nhiều anh em mua nhiều chiếc xe ở đâu dưới Bình Dương á, mua về là đi không được luôn.
đem lên chỗ Tuấn Moto canh chỉnh giùm đó. Tuấn Moto không có nhận những cái kèo đó nha, đó mua là mua anh em mua chỗ Tuấn thì Tuấn Moto sẽ canh chỉnh rất là kỹ càng đó, để anh em mua về anh em cứ nhìn đi. Chưa hồi đó giờ chưa có ai mà mắng vốn là em bán xe ra mà khách về đi không được hết trơn. Đa số những xe bên Tuấn Moto bán ra là khách về là chỉ việc đi thôi, chỉ việc sử dụng thôi đó, rất là ok. Và video này thì cũng đã dài rồi, và em sẽ ngưng cái video này và hẹn gặp lại anh em cái video sau, chỉ tiếp tục giới thiệu nhiều xe cho anh em đó. Video này thì em sẽ ngưng nha. Mà cảm ơn anh em, tất cả anh em đã xem video trong thời gian vừa qua và đã ủng hộ Tuấn Moto rất là nhiều, và Tuấn Moto xin cảm ơn.